quyết định Quy Quy, nàng chó mang con ra tiệm tạp hóa để đổi thức ăn. QQ, ngươi đang làm gì? Hả? Ngươi lại đưa bảo bảo đi thay thức ăn rồi. Cho tôi về. Quy Quy là một nàng chó Golden rất thông minh, đồng thời vô cùng xảo quyệt theo như đánh giá của người chủ. Vì sợ Quy Quy sẽ béo phì, người chủ của Quy Quy đã quyết định cắt giảm khẩu phần ăn, hy vọng sẽ giúp cô nàng chó này giảm cân và cải thiện sức khỏe. Nhưng vì bị cắt khẩu phần ăn bất ngờ, Quy Quy đương nhiên không thể thích ứng kịp. Với chiếc bụng đói dai dẳng, nàng chó này đã bày ra một kế hoạch khiến chủ nhân và cả hàng tạp hóa chao đảo. Lần đầu, Quy Quy nhận ra rằng chủ nhân của nó chỉ cần cầm tiền ra hàng tạp hóa là có đồ ăn mang về. Lập tức, nó đã chốt một giả định rất chi là đi vào lòng đất, cứ mang đồ ra hàng tạp hóa là sẽ đổi được đồ ăn. Từ đó, mỗi ngày Quy Quy đều ra sức tha đủ thứ đồ trong nhà, nào là trứng, rau, củ, thịt, v.v. làm tài sản đi cống nạp chủ hàng. Thậm chí khi trời đã tối nhưng vì cái bụng mà nó cũng đem trái bóng của chủ nhân để đi đổi đồ ăn. Tuy nhiên kế hoạch chỉ kéo dài được vài hôm vì chủ nhân của nó đã phát hiện nên cất kỹ đồ ăn. Không dễ nản, Quy Quy lại bày trò mới và quyết định mang con cưng của mình, một nhóc con lông vàng vừa mới sinh, ra hàng tạp hóa để thế thân lấy thức ăn. Cũng may là chủ nhân phát hiện và kịp thời ngăn cản. QQ, ngươi đang làm gì? Hả? Ngươi lại đưa bảo bảo đi thay thức ăn rồi. Cho tôi về. Nhưng khi mọi thứ tưởng chừng đã được kiểm soát chặt chẽ, Quy Quy lại tiếp tục chiêu thức đổi một món hàng lấy một đồ ăn. Và lần này, nó dẫn cả cô em gái của mình ra tiệm tạp hóa để đổi đồ ăn khi chủ không có nhà. Tức giận vì Quy Quy quá lì lợm, anh chủ đành báo trước với chủ hàng tạp hóa đừng cho Quy Quy bất cứ món gì nữa. Vậy thế là vào một ngày đẹp trời, Quy Quy lại tiếp tục ra hàng, nhưng chủ hàng đã từ chối. Lần này Quy Quy về nhà với khuôn mặt thất vọng cùng ánh mắt đầy lửa thù hận. Đến chiều, nó quyết định chơi lớn khi lén phát theo một con dao chạy ra hàng tạp hóa định dằn mặt chủ cửa hàng một phen. Chuyện này thì không chỉ giảm được cân mà còn mang tiếng nữa. Anh chủ đang đau đầu không biết mình đang nuôi báo hay nuôi heo nữa đây. Chẳng nghiệp vụ dùng ngày nghỉ để đi dọn rác. Tại bờ biển Thanh Đảo, Trung Quốc, một du khách tình cờ quay lại được khoảnh khắc ấn tượng của một chú chó đang hăng say nhặt từng mảnh rác dưới nước và thả vào thùng rác gần đó. Video này được du khách chia sẻ trên mạng xã hội và nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý và khen ngợi từ rất nhiều người xem. Chú chó được ví như một anh hùng môi trường khi thể hiện sự tận tụy trong việc giữ gìn bờ biển sạch sẽ. Theo lời kể của người dân địa phương, chú chó này thường xuất hiện ở bờ biển khoảng 2 lần mỗi tuần, kiên trì làm công việc nhặt rác đã nhiều năm nay. Dường như đây là một nhiệm vụ mà chú chó đặc biệt yêu thích. Khám phá thêm về chú chó, nhiều người biết rằng em nó không phải là một chú chó bình thường, mà là một cảnh khuyển. Những ngày không có nhiệm vụ, chú chó vẫn cùng chủ nhân của mình đến bờ biển để dọn rác. Hành động này không chỉ là niềm vui, mà còn là một cách giúp chú cảm thấy thoải mái hơn trong những ngày được nghỉ. Không chỉ có ý thức trách nhiệm cao với xã hội, trong công việc, chú chó luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tinh thần trách nhiệm và lòng dũng cảm đã khiến chú trở thành một cảnh khuyển thực thụ, được yêu mến và ngưỡng mộ bởi cả cộng đồng.